chào tất cả mọi người, mình là Trần Quang An, là trưởng bộ phận thi công của công ty xây dựng Wedeco. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người về cái công tác, các cái công việc mà chúng ta cần tiến hành kiểm tra trước khi chúng ta tiến hành là đổ bê tông block cho cái nền tầng trệt của chúng ta. À, thì cái đầu tiên chúng ta cần phải tiến hành kiểm tra đó là cái cao độ, à, cái cao độ của cái đáy bê tông block của chúng ta. Đây, thì đây là cái cao độ đáy của cái sàn của chúng ta, đây là chúng ta đã xây gạch cỡ. Nhưng những cái gạch này là những cái gạch cho cái học đà của chúng ta. Thì cái bề mặt gạch này là sau khi chúng ta đổ bê tông lót xong là nó sẽ bằng cái bề mặt gạch này, là cái đáy sàn của chúng ta nó sẽ tới đây. Thì cái bê tông lót của mình là mình đổ tầm khoảng là 5 phân. Thì từ cái mặt gạch này mình cứ trừ xuống 5 phân là mình sẽ làm phẳng cái bề mặt đất nền, đất thịt của chúng ta, đất thịt, đất cát gì đó chúng ta đổ vô. Thì sau khi chúng ta làm mặt xong, chúng ta đầm nén xong hết. Đây, như mọi người thấy, đây là anh thợ của mình đang tiến hành là đầm cái nền của chúng ta. Sau khi chúng ta sang thẳng đến cái cốt cao độ của chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành là cho lấy máy chúng ta đầm. Đầm này làm cho cái bề mặt đất của chúng ta nó chặt hơn, nó săn lại, nó chắc hơn. À, do cái độ chặt của cái bề mặt này nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta không đầm. Không đầm thì nó sẽ rời rạc đây, như cái khu vực này, khu vực sân vườn nè. Đó, khu vực này là khu vực sân vườn nè. Đó, nếu chúng ta không đầm á, thì nó sẽ rất là xốp như thế này. Đó. Sớm như này nó sẽ không tốt cho cái nền của chúng ta. Cho nên sau khi chúng ta bằng phẳng rồi á, thì chúng ta tiến hành là cho cái máy đầm, đầm cốc, đầm bàn của chúng ta tiến hành, chúng ta đầm qua đều hết mấy lượt như vậy đó. Thì như mọi người thấy xong cái nền chúng ta đi nó rất là chắc chắn, nó dẻ, cái độ chặt của nó có đó. Xong sau khi bằng phẳng hết rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đổ bê tông lót lên trên cái nền này đó. Đây là anh thợ của mình đang tiến hành là đầm đây. Rồi, thì từ cái mặt này xuống 5 phân là cái bề mặt đất thịt. Sau khi chúng ta đổ bê tông block 5 phân lên nữa thì nó sẽ bằng với cái đáy sàn chính của chúng ta và bằng cái cục gạch này. Thì đây, đây là cái nền đất mà chúng ta sau khi bên mình đã tiến hành là làm cân đo cao độ đồ xong hết là nó sẽ bằng phẳng như này. Đây, đây. Đây là những cái vị trí mà anh em đã tiến hành cho đầm nén, làm mặt. Và cái cao độ là nó thấp hơn cái mặt đáy sàn, cái đáy sàn tầng 1 của chúng ta là khoảng 5 phân. Đây, như mọi người thấy đây. Đó. Tất cả đều là từ mặt gạch này xuống khoảng 5 phân là nó sẽ là cái chiều dày của lớp bê tông lót. Đó, đây là tất cả những cái ô mà mọi người thấy là có cái bề mặt nó bằng phẳng như thế này là những cái vị trí chúng ta cần tiến hành đổ bê tông lót. Đó. Đây là những cái vị trí cần đổ bê tông lót đây. Đó. Đó. Sau khi chúng ta kiểm tra xong cái phần mà cao độ, kiểm tra xong cái phần cao độ đối với tông lót, rồi kiểm tra xong cái bề mặt của chúng ta đã được đầm nén kỹ hay chưa, rồi chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta kiểm tra xem là coi có cái ô nào có đổ bê tông lót hay không để chúng ta trừ ra. Thì ở đây là cái ngôi nhà của mình có những cái khu là không cần đổ bê tông lót, cho nên chúng ta cần phải bỏ ra đây. Như là cái khu này là cái khu sân vườn ở giữa nhà không đổ bê tông lót, cho nên chúng ta là không cần phải làm mặt gì hết, chúng ta chỉ để giữ nguyên cái trạng thái đất nó là như thế này. Đây là cái đất nguyên thổ của nó như thế này, mình giữ không cần phải tiến hành là đầm nén làm chi. Đó, khu này là khu sân vườn không cần đổ bê tông lót. Rồi, ngoài này cũng vậy, đây là những cái khu vực là sân vườn xung quanh nhà. Đó, tất cả những cái mà đất là mình chưa có làm mặt, không có bằng phẳng đây ở ngoài này là những cái khu vực mà chủ nhà dành để trồng cỏ, trồng cây đâu, cho nên chúng ta không cần phải đổ bê tông lót. Đó, đây, xung quanh nhà hết, tất cả xung quanh cái ngôi nhà của chúng ta là những cái vị trí này không cần phải đổ bê tông lót, cho nên chúng ta không cần phải làm mặt, không cần phải đầm nén làm chi. Đó. Đó. Rồi, thì mình xin nhắc lại, trước khi đổ bê tông lót chúng ta cần phải kiểm tra cái gì? Thứ nhất, kiểm tra coi cái bề mặt đất của chúng ta nó đã đúng cái cao độ để đổ bê tông lót hay chưa. Cái thứ hai là chúng ta kiểm tra xem cái bề mặt đó đã được đầm nén hay chưa. Cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải xác định là cái ô nào cần đổ bê tông lót, ô nào không cần đổ bê tông lót để chúng ta chừa ra. Đó. Rồi, một cái công đoạn tiếp theo nữa chúng ta cần phải tiến hành kiểm tra đó chính là chúng ta kiểm tra các hệ thống ống ngầm chôn ở dưới mặt đất của chúng ta. Đó. Rồi, mình sẽ tiến hành kiểm tra qua các hệ thống ống ngầm. Thiết bị chôn ngầm ở dưới bao gồm thứ nhất là những cái hệ thống ống thoát nước của mình đây nè. Đó, những cái hệ thống ống thoát nước đó, đó là những cái chính.
Thì những cái hệ thống ống thoát nước này á, thì chúng ta căn cứ vào cái bản vẽ thiết kế thi công mà mình đang cầm trên tay đây. Cái bản mình căn cứ vào cái tờ bản vẽ là mặt bằng mà thoát nước á. Đó, thì chúng ta sẽ kiểm tra theo cái bản vẽ này. Đây, mặt bằng thoát nước. Mặt bằng hệ thống thoát nước. Đó. Thì mọi người căn cứ vào cái bản vẽ này thì chúng ta sẽ biết được à tại cái vị trí này đặt cái ống gì. Chúng ta kiểm tra, tránh cái trường hợp sau này chúng ta đã đổ bê tông xong hết rồi á, nhưng chúng ta mới phát hiện à tại vị trí này thiếu cái ống thoát nước cho lavabo, thiếu hệ thống ống thoát nước cho cái phiểu thu sàn, thiếu ống thoát nước cho bồn cầu, vân vân và vân vân. Nó thiếu những cái ống đó mà sau khi chúng ta đã đổ bê tông rồi thì hầu như xử lý cái đó rất là cực đó. Cho nên trước khi chúng ta đổ bê tông lót thì chúng ta phải kiểm tra trước là những cái thiết bị nó chôn nằm bên dưới đó. Thì căn cứ vào cái bản vẽ thi công mình đang cầm trên tay đây, thì đây là những cái vị trí là thoát nước, nước mặt nè, thoát nước mặt cho cái khu nhỏ này thôi. Đó. Còn cái ống này là cái ống thoát nước mặt, ống thoát nước cho cái sàn của chúng ta, cái sàn toilet của chúng ta. Mình đi về đây là hút ga. Đây, đây là cũng hay thôi, cái ống chờ để thoát nước cho cái sàn toilet của chúng ta luôn. Đó. Đây là ống chờ thoát nước cho cái lavabo. Đó. Còn đây là những cái ống thoát nước theo cái phương đứng. Ống thứ nhất, ống bự nhất mà mọi người thấy đây, cái ống bự này nè là cái ống chờ theo phương đứng để cho thoát phân cho những cái hầm cầu của chúng ta theo cái phương đứng là lầu 1, lầu 2 rồi đó, tất cả phía trên thì nó sẽ đi vào cái ống chính này và nó đi xuống, nó đi về cái hầm phân của chúng ta. Còn cái ống thứ hai này là cái ống thoát, này là ống thoát nước mưa, ống thoát nước mưa. Và cái ống thứ ba này là cái ống thoát, là thoát riêng cho cái sàn của chúng ta thôi, nó thu nước mặt bên mặt sàn này. Nước chúng ta là tắm rửa này kia cái nọ đó, rửa mặt này kia cái nọ, lavabo đồ các tầng trên là nó đi theo cái ống chính này, nó đi xuống đó. Thì cái ống thoát nước mưa của chúng ta đi xuống thì tất cả nó tập trung về cái vị trí hố ga này của chúng ta đây. Đây là những cái vị trí hố ga của chúng ta đây, sau này là chúng ta sẽ xây cái hố ga ở khu vực này, tất cả những cái hệ thống ống thoát nước mưa đồ nó sẽ tập trung về đây, có riêng cái ống cầu thì nó sẽ đi về trước. Đó. Đây là cái ống chính của chúng ta, nó sẽ dẫn ra cái hệ thống thoát nước của cái khu dân cư. Đó. Đây là những cái ống thoát này là ống thoát nước cho cái khu vực bên ngoài, ống thoát nước mặt cho cái sàn. Đó. Mình đi kiểm tra là mình kiểm tra những cái vị trí đó căn cứ vào bản vẽ này, nó có hết. Ống lớn này 114 này là ống thoát nước cho cái bồn cầu của toilet tầng trệt. Ống này là ống thoát sàn. Đây là cũng là một cái bồn cầu luôn. Cái toilet này thì có hai cái bồn cầu. Đó. Đây là những cái ống thoát cho cái hệ thống là những cái lavabo, chậu rửa mặt của chúng ta đây. Đó. Còn đây là những cái ống thoát cho cái hồ cá. Đây là cái hồ nước của mình. Đây thì có chờ sẵn những cái ống thoát nước cho cái hồ nước luôn. Đó. Còn đây là cái đường ống chính. Ống chính này là mình dẫn hết trong những cái đường ống kia. Mình sẽ đi ra những cái hố ga, những cái vị trí mà mình còn chờ đầu ống ở đây. Đây là vị trí này là đang chờ để đấu nối vô cái hố ga. Đây, dài tiếp ra ngoài này thì nó sẽ có những cái hệ thống ống thoát. Đây là tiếp tục là ống thoát cho cái hồ cá của chúng ta. Vì hồ cá, cái hồ nước của chúng ta, vì hồ nước nó dài cho nên chúng ta là để tạo độ dốc á, chúng ta phải chia hai cái phiểu thoát về hai đầu để chúng ta cán dốc, là ở giữa chúng ta cán về hai chiều thì nó mới đảm bảo được cái vấn đề thoát nước. Còn đây là những cái hệ thống ống thoát cho cái khu vực bếp của chúng ta đây. Đây là ống thoát cho bếp, đây là cũng ống thoát cho bếp luôn. Rồi. Cái ống này thì cái ống này là mình bố trí thêm trong bản vẽ, ống này là không có, nhưng mà ngay này là cái vị trí là cái bàn đảo của khu vực bếp này, mình vẫn bố trí thêm cái ống thoát này để sau này có cần thì mình cứ đấy là mình dùng thôi, tránh trường hợp sau này chủ nhà mình đã có phát sinh mà đi bố trí thêm cái ống này coi như là rất là khó khăn. Cho nên bên mình Buteco mình kinh nghiệm là mình sẽ bố trí trước luôn, sau này không dùng thì mình chỉ cần lấy nắp bít mình bít lại và mình lót gạch lên thôi. Đây là cũng một cái ống thu phân cho cái bồn cầu tầng trệt. Còn đây là ống thoát nước sàn, đi ống 90. Ống phân thì mình đi ống 114. Đây cũng giống như cái trục phía sau. Đây là cái ống thoát phân để thu những cái
bồn cầu ở trên tầng lầu đó. Ống này là ống thoát theo phương đứng cho cái phần. Còn cái ống này là ống hơi, ống thông hơi cho cái hầm cầu của chúng ta. Cái hầm cầu của chúng ta bắt buộc chúng ta phải đặt ống thông hơi, tránh cái trường hợp nó bị bí hơi. Nó bị bí hơi thì chúng ta dội nước á, cái bồn cầu của chúng ta nó sẽ không có rút nhanh, nước nó cứ xoay xoay xoay, nó rút rất là chậm. Nên bồn cầu bắt buộc phải đặt cái ống thông hơi này đây. Đó. Còn đây, đây là cái ống thu nước mưa. Đây là ống thu nước sinh hoạt nằm rơi vãi trên sàn, nước tắm, rửa, lavabo, đồ các kiểu là theo cái ống này. Đó. Đây là cái ống thoát cho cái lavabo trong toilet. Đó. Đây là tất cả những cái ống mà hầm phân của chúng ta, đây là nó sẽ đi vô hầm phân. Đây, ống này. Ống này là ống đi vô hầm phân của chúng ta đây, những ống này, còn ống này là ống thông hơi đây. Đây là anh em đang xử lý là đào cái bể tự quậy. Ống này là ống thoát cho cái khu vực sân vườn của chúng ta đây. Tất cả những cái ống bên ngoài này là đều thoát cho cái khu vực sân vườn hết. Đó. Rồi, thì đó là tất cả những cái hệ thống ống cần thiết chúng ta cần phải lắp đặt và kiểm tra trước khi chúng ta tiến hành đổ bê tông block cho cái tầng trệt. Thì mình xin nhắc lại là mọi người cứ căn cứ vào cái bản vẽ mà thoát nước, hệ thống thoát nước cho tầng trệt. Vậy trên này người ta sẽ có ghi hết là cái ống này là thoát cho khu vực nào là có hết. Đây, như trên bản vẽ mọi người thấy nè. Đó, trong cái vị trí này là thoát cho cái bồn cầu, này là bồn cầu. Cái chấm đen đen này là phiểu thu sàn, này là phiểu thu sàn. À. Còn những vị trí nè, hố ga. Này là thoát nước mưa bên ngoài. Và đây là có cái hộp gen thì tất cả những cái ống này hồi nãy mình nói là nó thu nước theo phương đứng, thu phân theo phương đứng á, là nó sẽ vô hộp gen. Đó, thì đó là tất cả những cái thông tin mà chúng ta cần phải kiểm tra trước khi chúng ta tiến hành đổ bê tông lót. Đây là bên mình là đang tiến hành bộ tích cô, mình đang tiến hành đổ bê tông tươi, đổ bê tông lót là sử dụng bê tông tươi đổ luôn nha mọi người. Chúng ta đổ mát 100 thôi. Đó. Thì mục đích của cái việc bê tông lót này là để làm gì? Thì mình xin nhắc lại là nó có những cái tác dụng, thứ nhất á là nó có tác dụng là nó làm phẳng lại cái bề mặt của chúng ta, tại vì cái bề mặt đất của chúng ta làm cỡ nào thì nó cũng có những cái gồ ghề. Đó, thì bê tông này khi mình đổ vô mình làm mặt đồ lại thì nó sẽ có một cái bề mặt rất là phẳng. Và cái thứ nhất, cái thứ hai á, là để là tạo cái mặt phẳng là để chúng ta đi thép nó sẽ không bị dơ cái thép của chúng ta. Đó, anh em đi lại đồ dẫm lên nó không có bị dơ cái thép của chúng ta là cái thứ hai. Cái thứ ba là nó có tác dụng mà nó giữ được lại cái nước cho cái bê tông sàn của chúng ta. Nếu mà không có bê tông lót này á, thì khi chúng ta đổ bê tông sàn á, là cái đáy của bê tông á, nó sẽ bị mất nước đi, thì nó làm giảm để ảnh hưởng đến cái chất lượng bê tông của cái sàn tầng trệt của chúng ta. Nên là nó có ba tác dụng đó. Thứ nhất là nó làm phẳng đi cái bề mặt
cho chúng ta thi công sắt thép đi lại đồ nó dễ. Thứ hai là làm sạch sạch cái bề mặt chúng ta thi công sắt thép rồi nó không có dơ sắt thép. Thứ ba là nó làm hạn chế đi cái sự mất nước của bê tông nền trệt của chúng ta. À, thì ở đây riêng cái bên Butexco mình thì đổ là bê tông lót á, là mình đổ bằng bê tông tươi luôn. Thì cũng mình cũng có thể là đổ bằng là bê tông lâm le đá 46 thì cái truyền thống, hoặc là trải bạc rồi chúng ta rải sắt lên luôn cũng được, nhưng mà như vậy thì không thể nào nó tốt bằng cái việc chúng ta đổ bê tông lót. Nó tốn kém nhưng mà đổ lại là nó rất là sạch. Chúng ta thi công cái phần sắt thép rồi nó rất là nhanh. À, mặt thẳng của chúng ta để kê sắt thép đồ là nhìn nó rất là thẳng cái thè. Đổ cái này thì đổ lại một cái là nó là hơi tốn kém hơn những cái cách thi công kia nha mọi người. À, nhưng mà xong cái sàn của chúng ta nhìn thấy rất là đẹp và bằng phẳng. Cái này vô thi công sắt thép rất là nhanh. Còn nếu chúng ta mà làm bằng bạc á, thì cái đất này mà chúng ta trải mà chẳng hạn như làm sắt thép đồ lên á, đi qua đi lại cái tuần mới làm xong sắt thép á, thì nó sẽ bị rách cái bạc. Mà rách mà gặp mưa đồ xuống á, thì nước ở dưới nó sẽ xì lên. Xì lên ta đi tới đi lại thì nó sẽ dơ cái phần sắt thép của chúng ta. Nhìn nó rất là nhấp nháp và nó ảnh hưởng đến cái chất lượng bê tông của chúng ta sau này chúng ta đổ là nó mất nước. Rồi về đất cát rồi nó dính vô cái hàng thép á, thì là làm giảm cái sự bám dính của bê tông của chúng ta vô cái hàng sắt thép. Cho nên tốt nhất là chúng ta đổ bằng bê tông tươi như vậy là cái nền của chúng ta sau này đổ cái hàng bê tông chính thức của cái hàng nền trệt rất là tốt. Sau khi thì sau khi đổ lót này xong rồi, cái này là chỉ là đổ lót thôi. Sau khi đổ lót xong thì là mình sẽ tiến hành là làm sắt sàn trên cái nền bê tông lót này, và chúng ta sẽ đổ thêm một cái lớp bê tông chính thức của cái hàng sàn nữa.